Quý vị thân mến, hơn 200 năm trước, có một hòn đảo Úc được sử dụng làm một khu chôn cất cho những người bị kết án chết vì bệnh truyền nhiễm trên tàu tù, nên nơi đây được gọi là đảo Dead Man hay là đảo người chết. Ít ai biết rằng, ở Việt Nam, ngay tại ngã 6 Công trường Dân chủ, đường 3 tháng 2 cách mạng tháng 8, một khu vực sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh với nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập cũng là một địa điểm rùng rợn như thế. Đây có thể coi là mồ chôn tập thể lớn nhất Sài Gòn với gần 2.000 người, bao gồm cả già, trẻ, trai, gái. Người ta còn đồn rằng nơi đây được gọi là vùng đất oan hồn bởi thường xuyên xảy ra nhiều hiện tượng ly kỳ, rùng rợn khiến bất kỳ ai đi qua đều sởn gáy ốc. Rốt cuộc, thực hư đằng sau mồ chôn tập thể gây ám ảnh kinh hoàng giữa lòng Sài Gòn là gì? Còn những bí mật chấn động nào bị che giấu đằng sau 2.000 xác chết kỳ lạ ấy? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Chiều sông mảng ngụy cũng sông, hồn lên lớp lớp bồng bềnh như mây. Sống thời gươm bén cầm tay, chết thời một sợi lông mày cũng buông, thường thay mảng ngụy mưa tuôn. Những câu thơ ai oán này là lời tế chiêu hồn cho gần 2.000 sinh linh bị Minh Mạng ra lệnh chém chết, rồi đem chút xuống hố chôn tập thể tại thành Gia Định. Đây là khu vực đông đúc, thường xuyên kẹt xe trầm trọng. Tuy nhiên sự kiện thảm sát và mồ chôn tập thể kinh hoàng trên liên quan đến khu vực này thì không phải ai cũng biết. Hố chôn tập thể này cũng gắn với rất nhiều câu chuyện ly kỳ, những hiện tượng rùng rợn xảy ra. Mỗi khi trời chạng vạng, lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối, do có nhiều cây cối rậm rạp, hoang vu, nên cả khu vực mả ngụy mờ đục như bị phủ một lớp sương. Người xưa đồn đại đó là vong hồn của gần 2.000 người bị chôn tập thể bắt đầu trồi lên để sống phần của người cõi âm. Rốt cuộc, những chuyện kỳ quái nào đã xảy ra tại khu có gần 2.000 oan hồn chết thảm? Bí mật nào còn bị chôn giấu phía sau hố chôn tập thể giữa lòng Sài Gòn? Mả ngụy hay Mả Biên Chu vốn nằm trong vùng đất khá rộng trước đây gọi là Đồng Tập Trận, là nơi tập trận và diễu binh của nhà Nguyễn ở Gia Định thành ngày xưa. Khu vực này còn được gọi là Mô Súng vì có các mô đất cao đặt các khẩu súng đại bác để phục vụ công tác huấn luyện của quân đội nhà Nguyễn. Ngày nay, Mả ngụy được xác định nằm ở vị trí ngã 6 Công trường Dân chủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các trục đường chính như Cách mạng tháng 8, 3 tháng 2, Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ. Khi ấy, tả quân Lê Văn Duyệt, ông sinh năm 1764, mất năm 1832, sinh ở Tiền Giang nhưng quê gốc ở Quảng Ngãi, là danh tướng trọng thần xương cột của triều Nguyễn dưới thời Sa Long, tức Nguyễn Ánh và Minh Mạng, con của Sa Long. Học giả Trương Vĩnh Ký trong bài Ký ức lịch sử về Sài Gòn và vùng phụ cận kể, hàng năm sau Tết ít lâu, ông Lê Văn Duyệt tổ chức diễn tập quân đội của lục tỉnh nơi Đồng Tập Trận. Cuộc thao diễn ra được quan niệm dưới hai khía cạnh, vừa chính trị vừa tôn giáo, đúng hơn là mê tín. Cuộc thao diễn có mục đích khoa trương lực lượng, sẵn sàng đàn áp mọi cuộc gây rối, đồng thời để xua đuổi ma quỷ xấu xa. Lễ ra quân đó được tiến hành như sau. Trước ngày 16 tháng Giêng năm mới, sau khi giữ trai tị, quan tổng trấn vận phẩm phục đại trào vào hoàng cung bái phỏng đức vua. Rồi ba phát pháo lệnh thần công, ông lên cáng giữ đoàn quân tiền hô hậu ủng. Ông đi rước như vậy, hoặc qua cửa Gia Định Môn, hoặc qua cửa Phiên An Môn, rẽ hướng chợ Vải và đi thẳng lên đường Mac Mahon để tới Mô Súng. Tại đây, người ta bắn súng đạn pháo, duyệt binh, con voi tập trận. Sau đó, ông tổng trấn đi vòng ra phía sau thành tới Sưởng Thủy để xem một trận giả chiến rồi trở về thành. Trong suốt cuộc rước binh đó, dân chúng gây tiếng động trong nhà như đốt pháo xua đuổi tà thần có thể ếm hại gia đình. Thuở ấy, quân lệnh của tả quân rất nghiêm. Mỗi khi hành quân thì những người có tang khó, nhất là người đàn bà bụng mang dạ chừa đều phải lánh xa. Cuộc thao diễn có mục đích khoa trương lực lượng, sẵn sàng đàn áp mọi cuộc gây rối, đồng thời để xua đuổi ma quỷ xấu xa. Nơi đây không chỉ là Đồng Tập Trận, mà sau này còn là hố chôn tập thể lớn nhất thành Gia Định với gần 2.000 người bị triều đình Huế dưới thời Minh Mạng chém ngang lưng, yêu chạm. Điều gì đã dẫn đến cuộc thảm sát dã man và đẫm máu nhất trong lịch sử ấy? Tại sao từ khu tập trận lại biến thành đồng mô mả, nhuốm máu và phảng phất bóng ma gây ám ảnh đến tận ngày nay? Đồng Tập Trận ngày xưa chính là mả ngụy, đồng mô mả ngày nay, nơi có gần 2.000 người già, trẻ, trai, gái bị xử tử vì tội phản nghịch trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi vào năm 1833-1835 dưới thời vua Minh Mạng. Nó bắt nguồn từ một án oan thấu trời xanh khiến dân tình không khỏi phẫn nộ. Như đã nói ở trên, tả quân Lê Văn Duyệt là một danh tướng có nhiều công trạng.
ông từng hai lần giữ chức tổng trấn thành Gia Định, gồm 5 trấn, sau chia lại thành 6 tỉnh. Ông là bậc khai quốc công thần, lập nên triều Nguyễn, trấn giữ vững chắc vùng đất phương Nam buổi sơ kỳ. Xây dựng kênh Vĩnh Tế là một công trình có ý nghĩa to lớn về kinh tế và quốc phòng, mà hiệu quả vẫn mang lại rất lớn cho đất nước đến tận ngày hôm nay. Ông lại có ân nghĩa giúp triều đình Nam Vang, Campuchia dẹp loạn. Uy danh của Lê Văn Duyệt bao phủ khắp trong ngoài triều đình, được nhân dân Nam Bộ hết lòng tôn kính. Dưới thời Gia Long, Lê Văn Duyệt được đặc cách nhập triều bất bái, vào triều không phải lệnh. Uy danh là vậy, nhưng cuộc đời Lê Văn Duyệt lại lắm nỗi đắng cay bởi ông bị vua Minh Mạng đố kỵ, ghen ghét, nghi ngờ, ghép tội ông là kẻ lộng quyền. Hơn nữa, khi còn sống, Lê Văn Duyệt là vị quan thanh liêm, cương trực, nóng nảy, rất ghét bọn tham quan ổ lại xu nịnh. Chính vì vậy, có nhiều kẻ ôm lòng thù hận ông, trong đó có tên Bạch Xuân Nguyên, vốn tham lam gian ác. Năm 1832, khi tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt vừa mất, Minh Mạng liền bãi chức tổng trấn Gia Định thành, tiến hành thanh trừng, bắt giam, xử tử người nhà và tướng sĩ thân cận của Lê Văn Duyệt với sự giúp sức của Bạch Xuân Nguyên. Trong những người bị Bạch Xuân Nguyên bắt giữ, tra khảo dã man để tìm chứng cứ kết tội Lê Văn Duyệt, có Lê Văn Khôi là con nuôi của Lê Văn Duyệt. Lê Văn Khôi và các tướng lĩnh thuộc hạ của Lê Văn Duyệt vào đêm 18 tháng 5 năm Quý Tỵ, tức ngày 5 tháng 7 năm 1833, đã phá tù, giấy binh nổi dậy chống lại Minh Mạng. Ông Khôi cầm quân tiến vào dinh Quan Bố, giết cả nhà Bạch Xuân Nguyên. Khi đó, Tổng đốc là Nguyễn Quân Quế, đem theo rất nhiều quân tới ứng cứu, nhưng cũng bị Lê Văn Khôi đánh bại. Tướng sĩ bắt sống được Bạch Xuân Nguyên cùng với Tổng đốc Nguyễn Văn Quế, rồi đem cả hai về tế sống trước tử đường của tả quân Lê Văn Duyệt. Được đà chiến thắng, Lê Văn Khôi nhanh chóng chiếm thành Phiên An, tức thành Bát Quái, rất kiên cố do tả quân Lê Văn Duyệt xây năm 1830. Ông tự xưng là đại nguyên soái rồi phong quan tước cho các tướng lĩnh. Sau đó, ông Khôi tiếp tục tiến hành chiếm giữ các tỉnh lân cận nhờ vào đội quân hùng hậu, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, lại tấn công bất ngờ. Theo số liệu lịch sử, ông Khôi và tướng lĩnh của mình đã chiếm giữ được cả 6 tỉnh Nam Kỳ thời đó chỉ trong vòng 1 tháng nhờ các đợt tấn công thần tốc. Triều đình Huế thấy vậy, quyết không thể ngồi yên, lập tức Minh Mạng cử hàng chục ngàn quân thủy bộ vào Nam, bao vây chặt thành Phiên An để bắt Lê Văn Khôi. Tuy nhiên, với kết cấu thành bằng đá ong lại rất cao và rộng, nên quan quân không thể đánh thành, thậm chí còn bị chết rất nhiều binh lính. Đến tháng Chạp năm 1833, ông Khôi bất ngờ mất vì bệnh phổ thủng. Khi đó, con trai ruột là Lê Văn Câu mới 8 tuổi đã phải thay cha lên nắm binh quyền. Dù tuổi con nhỏ, nhưng Lê Văn Câu cùng các tướng lĩnh của cha cũng cầm cự, giữ thành an toàn được trong 2 năm. Khi họ đã quá mệt mỏi, thì quân triều đình mới chính thức đánh hạ được thành vào năm 1835. Bắt giữ và xử tử 1.831 người, gồm cả già, trẻ, nam, nữ, rồi đem chôn chung vào một hố trong vùng đất Đồng Tập Trận, mà được gọi là Mã Ngụy, Giặc Phản Loạn hay Mã Biên Chu. 6 người được cho là cầm đầu, trong đó có con trai Lê Văn Khôi và linh mục Du Sê Du, dân phép Merchan, đã bị triều đình Huế đóng cũi, giải về kinh thành để xử tử bằng thảm hình tôm xẻo. Du Sê Du là người duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển. Dẹp xong Lê Văn Khôi, truy tội Lê Văn Duyệt, Minh Mạng ra chỉ dụ. Tội Lê Văn Duyệt nhổ từng cái tóc mà kể cũng không hết, nói ra đau lòng, dù có bừa quan quách mà giết thay cũng là đáng tội. Xong nghĩ hắn đã chết lâu và đã truy đoạt tước quan, xương khô trong mả, chẳng cần ra hình chi cho uổng công. Vậy cho Tổng đốc Gia Định đến chỗ mà hắn cuốc bỏ núm mộ san bằng mặt đất, và khắc đá dựng bia ở trên, viết to mấy chữ: Quyền Yêm Lê Văn Duyệt phục pháp sử. Thực hiện chỉ dụ của Minh Mạng, Tổng đốc Gia Định san bằng mộ Lê Văn Duyệt, đặt xích sắt xiềng mộ ông. Ông đã qua đời mà vẫn bị kết án 7 tội xử trảm chém, 2 tội xử rào thắt cổ và 1 tội phát quân. Tại Huế, con cháu ông từ 15 tuổi trở lên bị xử trảm hàng loạt. Bi mộ của cha mẹ ông ở Tiền Giang cũng bị đục bỏ các tước hiệu, ruộng điền bị tịch thu, nhà thờ họ tộc ở Quảng Ngãi bị đưa voi về tàn phá. Việc xử tội oan khốc, bất công và tàn ác của Minh Mạng đối với Lê Văn Duyệt, bậc khai quốc công thần của triều Nguyễn, khiến nhân dân Gia Định vô cùng đau xót. Giai đoạn thái bình thịnh trị dưới thời Tả Quân cũng không còn, người dân mất dần niềm tin vào nhà Nguyễn. Cuộc binh biến Lê Văn Khôi cùng với việc gần 2.000 người bị xử tử rồi chôn chung một huyệt mộ đã khiến cho người dân thành Gia Định vô cùng hoảng sợ và kinh hãi trong suốt thời gian dài. Chính vì thế mà vùng đất Đồng Tập Trận được người dân nhắc đến như một vùng đất chết chóc, oan khốc,
đầy rẫy những oan hồn. Sau quãng thời gian dài, khu vực này trở thành một rừng cây rậm rạp, thâm u cùng nhiều hiện tượng rùng rợn khiến không ai dám đến gần. Các lão niên sống lâu năm ở Sài Gòn thường nhắc về di tích đồng tập trận hay Mã Ngụy như một vùng đất của oan hồn. Máu tươi nhuốm đỏ cả một vùng rộng lớn, từ khi bốc lên từ hàng ngàn sát người vẫn không tan sau một thời gian dài. Dân Sài Gòn thời bấy giờ mỗi khi cúng cô hồn thường làm bánh đậu xanh đỏ dành cho đầu lĩnh Lê Văn Câu mới tròn 8 tuổi và trẻ con bị chết oan bởi binh biến phiền ản. Đến tận ngày nay, nhiều người già vẫn còn truyền miệng mấy câu thơ về sự biến này. Chiều rông Mã Ngụy cũng rông, hồn lên lớp lớp bồng bềnh như mây. Sống thời gươm bén cầm tay, chết thời một sợi lông mày cũng buông. Thương thay Mã Ngụy mưa tuôn. Nguyên nhân là mỗi khi trời chạng vạng, lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối, do có nhiều cây cối rậm rạp hoang vu nên cả khu vực Mã Ngụy mờ đục như bị phủ một lớp sương. Người xưa đồn đại đó là vong hồn của gần 2.000 người bị chôn tập thể bắt đầu trôi lên để sống phần của người cõi âm. Thời đó, người dân địa phương tự phát lập một ngôi đình để tiến hành công việc hương khói, thờ cúng hương linh của gần 2.000 người trong hàng ngũ của Lê Văn Khôi đã chết thê thảm dưới tay vua Minh Mạng. Ngôi đình này nằm trên đường Cao Thắng, quận 10. Lễ cúng tế ở đình thường diễn ra long trọng. Mỗi lần có lễ hội là trống chiêng lại vang rền, người dân từ khắp nơi đổ về đông đúc. Năm Tân Sửu 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi, bắt đầu xem xét lại vụ án oan khốc Lê Văn Duyệt, ban lệnh tha tội cho nhiều người bị truy bức, sát hại dưới thời Minh Mạng. Nhưng phải đến thời Tự Đức, nhà vua mới chính thức ban lệnh truy phục chức hàm cho Lê Văn Duyệt là trưởng tả quân đại tướng quân, cho thờ trong miếu Trung Hưng Công Thần ở kinh thành Huế. Cho tới hôm nay, vẫn chưa có bằng chứng nào chắc chắn để có thể xác định vị trí chính xác của Mã Ngụy. Trong cuốn Địa lý lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, in trong Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1 phần lịch sử, Mã Ngụy được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu xác định khoảng gần Mô Súng, tức ngã 6 công trường dân chủ ngày nay. Còn một số ý kiến khác về vị trí Mã Ngụy được học giả Vương Hồng Sền dẫn lại trong cuốn Sài Gòn năm xưa. Như ý kiến của ông Lê Văn Phát trong quyển Khảo về tả quân Lê Văn Duyệt xuất bản năm 1924 tại Sài Gòn cho biết, Mã Ngụy ở gần trường đua ngựa cũ thuộc làng Chí Hòa, tại góc đường Thuận Kiều, nay là Cách mạng tháng 8, và Genera-Lize, nay là đường Điện Biên Phủ. Ngoài ra, theo nhận định của ông Đặng Văn Ký, cũng được học giả Vương Hồng Sền dẫn lại, Mã Ngụy ở khoảng Bệnh viện Bình Dân thuộc quận 3, từ đường Lê Văn Duyệt, nay là Cách mạng tháng 8 vào Chợ Lớn thuộc quận 5, nằm phía tay phải đường Điện Biên Phủ ngày nay, tức phía đối diện với bệnh viện. Dù còn nhiều ý kiến khác nhau về vị trí, song nhìn chung, Mã Ngụy cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực ngã 6 công trường dân chủ, giới hạn bởi 3 con đường Cách mạng tháng 8, 3 tháng 2 và Điện Biên Phủ. Cuộc binh biến thành Phiên An và Mã Ngụy sẽ mãi là những huyền thoại đau thương gắn liền với lịch sử vùng đất Sài Gòn gia định. Và Mã Ngụy vẫn còn là một huyền thoại không mấy thơ mộng, trường tồn với dòng lịch sử của vùng đất Sài Gòn. Quý vị thân mến, từng là Mã Ngụy nằm trên vùng đất khá rộng là Đồng Tập Trận hay Đồng Mồ Mả thuộc khu vực vòng xoay dân chủ quận 10 và 3 Sài Gòn ngày nay, vẫn còn là một huyền thoại rùng rợn trường tồn với dòng lịch sử của vùng đất Sài Gòn. Nơi đây đã từng chôn xác 1.831 người bị vua Minh Mạng ra lệnh xử tử trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi 180 năm trước. Do đó ngày nay, khu vực Đồng Tập Trận thường được nhắc lại như một vùng đất của oan hồn mà mỗi khi nghe đến đều khiến người ta sởn gai ốc.